Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác ở xa. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bà con cô bác một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, đó là con Isuki TS2800. Tôi là kênh YouTube chúng tôi là Hiếu Đồng Thanh. Vâng, tôi là Hiếu, số điện thoại chúng tôi để trong hình video. Rất trân trọng gặp lại bà con nhé. Vâng, kính chào. Thì đây là con có 28 mã lực loại một cầu. Đây, chúng tôi đang quay chi tiết, đây là hàng nguyên luôn. Chúng tôi không có tốt bất cứ cái gì bà con thấy. Nếu mà tốt thì nó không có như này. Nếu muốn bóng đẹp thì chúng tôi sẽ làm sao. Hiện tại chúng tôi muốn quay nguyên mẫu hiện trường luôn. Đây là cái bánh trước đây, mâm móc quýt. Đây là cái cầu trước đây. Đây chúng ta thấy là các cái ốc quýt còn rất là mới, rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn. Đây mình thấy. Đây em Hồng Nguyên. Đây. Rất là đẹp luôn. Thì thông thường thì cái nhãn hiệu Isuki nó màu xanh, nhưng mà bà con chắc cũng hơi thắc mắc tại sao nó màu đỏ, đúng không? Tại vì cái dòng TS2800 này độc quyền của nó là chỉ là màu đỏ. Đây là cái lớp sau đây, rất là đẹp luôn. Ở lông số cái đực là 12.424. Vâng, đây là gai ốc quýt. Đây, rất là đẹp luôn nhé. Đây, chúng ta thấy bây giờ chúng tôi đi tới cái phần ghế ngồi, rất là đẹp luôn. Đây là cái đồng hồ chỉ có là 7:32 giờ mà thôi, nguyên si luôn. Cái này thì các bà con cứ yên tâm, nó rồi thì sao là nguyên vậy luôn, nó là chỉ có 7:32 giờ thôi. Đây toàn bộ cái bộ điều khiển. À, trước khi quay lại một lần nữa tôi sẽ đi qua phía bên phải của xe nhé. Tôi đang đứng phía bên trái. Đây chúng ta thấy tem móc vít các cái chữ của Nhật còn nguyên trên lớp máy luôn. Đây là màu sơn zin luôn, hoàn toàn zin luôn. Logo của Isuki. Bây giờ tôi đang đi ra phía bên phải nha. Đây người đấy. Đây động cơ có 3 máy nha. Chúng ta thấy là có tem số còn nguyên luôn. Chúng ta thấy là các cái chữ số còn nguyên trên lớp máy đây. Hàng chúng tôi là tuyệt đối không có thu mua cũng như là không có lắp ráp, tất cả đều nguyên zin hết. Con này là nó nguyên zin 100%. Chúng tôi lấy cái uy tín kênh YouTube cũng như là tên tuổi của chúng tôi đảm bảo zin 100%. Động cơ có 3 máy nha. Đây là cái hệ thống lớp sau, rất đẹp luôn, 12.424. Bây giờ chúng tôi đi ra phía sau, chúng ta xem cái ấy sao nhé. Tôi sẽ trở lại đây con Isuki TS2800. Đây là loại một cầu, có 28 mã lực, động cơ là 3 máy. Thấy chưa đấy? Chỉ có con Isuki 2008 này nó có màu đỏ thôi, còn tất cả đều màu xanh. Đây là độc quyền của Isuki TS2008. Kênh YouTube thay mặt cho kênh YouTube như là anh em xin trân trọng cảm ơn những bà con đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của chúng tôi nhé.
kênh YouTube của chúng tôi là Hiếu Đồng Thanh. Quý bà con vui lòng đăng ký vào kênh chúng tôi để được chúng tôi giới thiệu ngày càng tốt hơn những cái sản phẩm đến từ Nhật, những cái con zin luôn. Số điện thoại chúng tôi để cho màn hình video, quý bà con vui lòng liên hệ qua cái số điện thoại vừa qua kênh YouTube, chúng tôi sẽ trả lời mọi cái thắc mắc của quý bà con. Vâng, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại nhé.